50 vậy đó. Không biết tại sao 50 rồi thôi. 50 chưa mẹ? 50 rồi. Rồi không biết chừng nào hết 50. Đó, rồi dân tình chạy đường nào đây? Đường 50 này là bên kia hay là bên đây? Bà nội cha nó không để gì rồi không biết là 50. Bên này với ai mà bên kia? 50 đó là đường nào? Thì đường mình đang chạy nè, đã để trên đường mình là đường mình chạy chứ đâu đường nào. Đó, rồi bà con không dám chạy luôn. Hồi bữa bò 50 mấy km. Ở sao nó bấm kèn cũng banh lỗ tai luôn. Nè đang xây dựng đây nè. Hồi bữa chưa có không có đề xây dựng xây viết gì cứ 50 vậy đó, để hoài. Để coi hồi nó có dấu xóa 50 không? Cái hàng rào này luôn, bữa trống lỏng luôn nhớ không? Không có sửa đường, không có làm cái móc để đề 50. Họ thấy mụ nổi luôn. Rồi giờ hết cái rào rồi mà vẫn chưa thấy. Không biết chạy nhiêu luôn. Để coi chờ xíu.